sao tình yêu và vòng xoay từ ngôi sao tình yêu đã sẵn sàng rồi. Hãy cho chúng tôi biết vùng sáng sẽ dừng lại ở đâu. Xin mời. Và bây giờ, hãy cho chúng tôi biết vùng sáng sẽ dừng lại ở ô số mấy. Xin mời. Xin mời ngôi sao tình yêu. Đó chính là Yến Nhi. À, dễ thương nha. Thấy như thế nào khi ánh sáng đã đến với ô của Yến Nhi? Anh xin chào em nha. Thì khi mà cái ánh sáng bắt đầu đến với cái ô này rồi thì đây là cái vòng lộ diện. Em khá là bất ngờ bởi cô ấy rất là dễ thương. Ừ. Mũm mỉm. Nhưng mà không sao. Thế đang cảm thấy có một chút gì đó nó khác khác với cái cô gái mà giấu mặt lúc nãy. Em có đang hồi hộp không? Dạ, em rất là run luôn á. Lúc mà em cũng đâu có nghĩ là mình sẽ được giao lưu với lại anh Phạm Hùng, với lại các MC đầu tiên đâu ạ. Cho nên em rất là run luôn á. Cho nên là mình hơi mất bình tĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Tại trên cái gương mặt của em á, nó không có còn được cái vẻ tự tin như lúc mà em giao lưu khi mà đèn chưa đến. Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Cho nên bình tĩnh lên, tươi sáng, rạng rỡ. Dạ. Đẩy cái cảm xúc lên giống như là cái năng lượng mà em truyền ra như dạ. lúc đầu vậy. Dạ. Bây giờ là 3 phút dành cho Yến Nhi và Phạm Hùng cùng trao đổi nhiều hơn nhé. Dạ. Mời. Xin chào anh Phạm Hùng. Em lúc đầu là anh bước ra đây á, là em đã kết anh rồi đó. Tại vì anh là một cái người con trai mà kiểu thể thao mà tập gym đô đô, em rất là thích. Và em là đang có nung nấu ý định là sẽ có một người bạn trai cùng em đi tập gym chung. Tại vì luôn đó. Em cộng công việc của em rất là bận rộn, mà em lại lười đi tập thể dục, mà em lại muốn thân hình đẹp thì không thể nào có được. Anh có muốn cùng em bước đi tập gym chung không ạ? Chọn em thì em sẽ không bao giờ để cho anh phải thất vọng, vì em là một người con gái rất là vui tính, dễ thương và không bao giờ làm anh buồn cả. Rất là thú vị nếu anh chọn em ạ. Vậy thì liệu rằng với những chia sẻ của Yến Nhi, một nhân viên kinh doanh bất động sản, biết nấu ăn và hát cũng rất là hay nữa, thì chúng ta sẽ đặt những biệt danh như thế nào? Xin mời tất cả các bạn khán giả tại trường quay, chúng ta cùng đặt ra những cái nickname, những biệt danh dành tặng cho cô gái này nhé. Xin mời. Và dĩ nhiên người chỉ chính của chúng ta ngay lúc này đó chính là Phạm Hùng, cũng sẽ đặt tên cho Yến Nhi qua phần trao đổi vừa rồi, quý vị nha. Khá là dễ thương nha. Nhưng đặc biệt em rất là ấn tượng với đôi môi. Đôi môi. Đúng rồi, cái miệng nói chuyện lanh lắm. Ngôi sao tình yêu. Chúng ta cùng đến với biệt danh đầu tiên nào. Xin mời. Wow. Wow. Cái này đúng nè, cái này hợp lý nè. Tiêu em rồi. Cái tên này mà đi ra đời là kể như là căng lắm. Yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, hay yêu nói một lời. Yêu á. Yeah, yeah, yeah. Chính xác luôn. Cái lúc mà em đứng lên sân khấu này thì em tính hát bài Bùa Yêu, không ngờ mọi người lại đặt em tên Bùa Yêu, nó ghê chứ. Cái câu slogan nãy vừa nói đó, nhà em là gần miếu gần á. Chùa. Anh không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu. Đó, Bùa Yêu đó. Hợp lý, hợp lý. Không ngờ. Này, mày khán giả nam trường quay tinh tế dễ sợ. Rồi, bây giờ thì để xem là biệt danh mà người chơi chính đó chính là Phạm Hùng dành cho Yến Nhi. Đó là gì? Chúng ta cùng xem nha. Ngôi sao tình yêu ơi, hãy cho chúng tôi biết biệt danh mà Phạm Hùng đã dành cho ứng viên ở vị trí số 4 bạn Yến Nhi. Đó là... Từ này dễ thương hơn, đó chính là mũm mỉm baby. Anh nghĩ là cũng hợp lý, đúng không? Đúng rồi. Nhìn thiện cảm, nhìn đáng yêu, nhìn dễ thương. Qua những gì mà chúng ta đã có được những cảm xúc từ nãy giờ, Hiếu tin đây sẽ là một lựa chọn khó khăn dành cho Phạm Hùng. Và bây giờ, quý vị khán giả ơi, sau những tên gọi, sau những nickname mà mình đã ưu ái đặt cho em rồi, thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Cầm điện thoại lên và cho chúng tôi biết ý kiến. Bao nhiêu phần trăm là có và bao nhiêu phần trăm là không? 5 4 3 2 và mở. Wow. Đó
đó chỉ là cái chỉ số tham khảo thôi, Hùng nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ có lẽ là 15 giây khó khăn. Trước khi mà anh Hùng bấm hay chọn em hay không chọn em thì em muốn đi xuống dưới sân khấu được nhìn rõ anh Hùng và tặng cho anh Hùng một món quà được không ạ? Em tràn xuống đi em. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa ạ? Một phá lệ đầu tiên như tôi tin rằng sẽ là một kỷ niệm khó quên cho khán giả theo dõi Ngôi Sao Tình Yêu. Chúng ta cùng chào đón Yến Nhi. Em ơi, em được thấy con chuột bằng xương bằng thịt rồi đó. Mới chuột mới bước liền. Trời ơi, bà này nó không động thủ cùng bà động thủ không nội ơi. Rồi, bây giờ thì cứ muốn quà. Dính bùa rồi đó. Cái lỗ tai đỏ rồi nè, bả đỏ lên rồi kìa. Rồi mắt trợn trắng rồi kìa, máu chảy ngược rồi kìa. Cho em bắt tay anh cái đi. Ê, dính nữa nè. Trời ơi, rồi. Trời ấm ghê. Trời ấm ghê nữa. Hôm nay em đến đây là cũng để tìm được một người hợp với em và là một nửa của em. Tại vì em FA cũng chắc cũng được gần 2 năm rồi. Nên cũng muốn có. Muốn có cái gì em? Muốn có con chuột hả? Là chị chuột. Muốn có anh Phạm Hùng. Người yêu. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ hồi hộp chờ đợi với cái món quà đó. Dạ. Mà em nói em mang xuống đây để dù cho có chọn hay không chọn thì em cũng tặng đó. Dạ. Là cái gì á? Anh có thể nhắm mắt lại được không ạ? Rồi sao luôn? Bánh bây giờ đó. Nhắm mắt và hướng cái đầu về phía em. Trời ơi. Tán nè. Chuẩn bị tán em rớt sàn. Không phải, anh cứ làm như vậy đi. Có gì em rớt anh đỡ nha. Anh hứa. Rồi. Tôi nhìn xa tôi thấy là Ray-Ban đó. Ray-Ban, cái kiếng Ray-Ban đây cô chị. Cái kiếng Ray-Ban đó. Đi cho nó ngầu. Thưa quý vị, tại sân khấu Ngôi Sao Tình Yêu đã có một lần đầu tiên ngoại lệ. Nó dễ thương và nó duyên dáng vô cùng. Yeah. Một tràng vỗ tay cho Yến Nhi được không ạ? Dễ thương quá, mời em. Thưa quý vị, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ phòng kỹ thuật. Chúng ta cùng nín thở, hồi hộp, hướng mắt lên Ngôi Sao Tình Yêu. Hãy cho chúng tôi biết kết quả dành cho ứng viên ở vị trí số 4 Yến Nhi là nói rằng là chúng tôi cũng khá là thú vị với cái sự lựa chọn này. Vì ngay bây giờ chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ 4 cô gái còn lại của chương trình. Hãy cho chúng ta thấy diện mạo của Hoàng Nhung đi nào. Như một nàng ca sĩ. Trời ơi, mặc đồ rất là phong cách luôn á. Cá tính quá. Và bây giờ đến với cô em gái ruột của tôi. Và tôi rất khát khao gặp em. Bé Diễm Thi. Chào em. Đúng rồi. Vậy thì để xem sau Diễm Thi, Ngọc Nga sẽ xuất hiện như thế nào. Mời Ngọc Nga. Cảm ơn em. Thấy cưng chưa? Nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Rất là... có vẻ rất là rụt rè và dễ thương à. Ở vị trí số 5 thưa quý vị, đó chính là Ngọc Lắm. Hãy cho chúng tôi gặp gỡ dung nhan của Ngọc Lắm đi nào. Lắm ơi Lắm. Dạ. Dễ thương lắm nha Lắm. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ chờ đón khoảnh khắc
Yến Nhi sẽ xuất hiện tại sân khấu của Ngôi Sao Tình Yêu. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn.